Cứ ngỡ rằng nhờ nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân và thân hình gợi cảm thì Ngô Tuyết Văn sẽ nổi tiếng, nhưng đó lại là bi kịch của cô. Ngô Tuyết Văn sinh năm 1967, sinh ra trong một gia đình bình dân ở Hồng Kông. Khi vừa trưởng thành cũng là lúc điện ảnh Hồng Kông đang ở trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất. Ngô Tuyết Văn cũng như bao thiếu nữ sở hữu sắc đẹp động lòng người khi sở hữu gương mặt ngây thơ xinh xắn cùng thân hình gợi cảm. Với đam mê về nghệ thuật, Ngô Tuyết Văn đã tìm kiếm cơ hội trong giới giải trí Hồng Kông. Khi mới bước vào showbiz, Ngô Tuyết Văn hoàn toàn không có một khả năng diễn xuất nào, nhưng bởi vì sắc đẹp lẫn thân hình của cô khá thu hút nên người đẹp đã mở ra con đường diễn xuất cho cô. Ngô Tuyết Văn tạo được ấn tượng khi tham gia vào bộ phim đầu tay When Is Girls West. Cũng sau bộ phim này, Ngô Tuyết Văn được các nhà làm phim để ý đến. Tiếp đó, cô góp mặt vào bộ phim Gia Tộc cùng Lương Gia Huy, cũng tạo được dấu ấn khá tốt. Về sau, Ngô Tuyết Văn liên tiếp hợp tác với nhiều tên tuổi lớn của xứ Hương Cảng lúc bấy giờ như Lương Triệu Vĩ, Trương Vệ Kiện, Diệp Ngọc Khanh. Tuy nhiên, các vai diễn của cô lại không mấy gì đặc sắc, khiến nữ diễn viên ngày càng mờ nhạt. Không lâu sau, Ngô Tuyết Văn tình cờ gặp được Vương Tinh, đạo diễn, diễn viên kiêm nhà biên kịch nổi tiếng với dòng phim hài, bài bạc, xã hội đen, đặc biệt là dòng phim cấp 3. Trước Ngô Tuyết Văn, Vương Tinh đã đưa Khư Thục Trinh, Ông Hồng, Diệp Tử My, Lý Lệ Trân vào con đường đóng phim cấp 3 và trở thành những tên tuổi lớn đến tận hiện tại. Tuy nhiên, khác với Khư Thục Trinh và Diệp Tử My, chỉ sau vài bộ phim cấp 3 đã trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thì Ngô Tuyết Văn lại không có cơ may đó. Sau vài bộ phim tương tự nhưng vẫn không bật lên được, Ngô Tuyết Văn quyết định dừng đóng phim cấp 3. Ngô Tuyết Văn bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình của ATV và trở lại đóng các phim điện ảnh chính thống. Không ngoài dự đoán, dù vẻ ngoài trong sáng và thân hình nóng bỏng của Ngô Tuyết Văn khiến cô ngay lập tức trở thành nữ thần gợi cảm trong mắt mọi người. Ngô Tuyết Văn bị giới xã hội đen Hồng Kông nhắm trúng vì các bộ phim cấp 3 mà cô ấy đã tham gia trước đó. Có một đạo diễn nào đó đã tìm đến Ngô Tuyết Văn nhiều lần mời cô đóng phim tươi mát. Dù Ngô Tuyết Văn đã thẳng thắn từ chối người này, nhưng ông ta vẫn cứ cố chấp. Thế là vào một buổi tối khi trở về nhà, Ngô Tuyết Văn bị một nhóm người lạ mặt hung hãn lao vào đánh cô, khiến Ngô Tuyết Văn bị gãy 3 chiếc xương sườn cùng nhiều thương tích khá nặng. Sau đó, nhóm côn đồ này bỏ mặc Ngô Tuyết Văn nằm bất tỉnh nhân sự. Việc Ngô Tuyết Văn bị hành hung được cho là do xã hội đen trả thù, do nữ diễn viên không chịu nghe lời đóng phim. Sau sự việc bị hành hung cũng như hiểu rằng những mặt đen tối của làng giải trí, vì vậy cô kiên quyết tuyên bố từ giã làng giải trí vào năm 1997 sau khi tham gia bộ phim Quán trà những người bạn cũ với vai khách mời cùng Viên Khiết Doanh. Sau khi giải nghệ, Ngô Tuyết Văn sang Anh du học ngành thiết kế nội thất rồi trở về Hồng Kông. Đến năm 2001, cô kết hôn với Dương Tông Diệu, doanh nhân có tiếng trong ngành in ấn sau 8 năm bên nhau. Cả hai lần lượt đón hai nhóc tỳ chào đời, một trai và một gái. Cuộc sống của Ngô Tuyết Văn hiện tại rất hạnh phúc bên cạnh người chồng rất yêu thương cô và hai đứa con cũng rất ngoan ngoãn. Không những vậy, Ngô Tuyết Văn còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Sau khi rời khỏi làng giải trí, Ngô Tuyết Văn khá kín tiếng. Thời gian của cô hầu hết đều dành cho gia đình và hỗ trợ chồng chuyện làm ăn, thỉnh thoảng ra phố đi mua sắm gặp gỡ bạn bè. Gần đây, Ngô Tuyết Văn bị truyền thông bắt gặp khi đi mua sắm trên con phố trông rất giản dị. Bên cạnh đó, nhan sắc của mỹ nhân một thời vẫn ngày một đẹp trẻ trung hơn so với tuổi, khiến nhiều người ngạc nhiên.